Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cây này thuộc dòng Kawasaki và nó có cái tên riêng là TD33 các bạn. Cây này thì về nội thất thì nó rất là đã luôn ha. Sumi bê tông nó rất là bền, nhưng mà nó cây này là mình đã lên đời IC đời mới ha, và chế hòa khí hai kim để cho các bạn xài cho nó ổn định ha, nó ngon. Cây máy rất là đẹp ha. À, cái nắp xăng này là loại cái nắp xăng kính nha. Nắp xăng kính. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha, 20 phần 1 rồi ha. Thì cỡ khoảng 50, tối thiểu cỡ khoảng 50 cc trên lít ha các bạn. Đây. 50 cc trên lít là tối thiểu nha, mình có thể lên 60 70 cho cái máy nó bền ha. Là đẹp ha. Tùm to bố lớn ha. Máy nghĩa địa mà nó như vậy là nó đẹp lắm rồi ha. Máy nghĩa địa là nó chốc chốc sơn vậy là nó mới thấy nó cái màu sơn nó chốc chốc vậy, chứ nó không có lan có thì nhiều khi là không có vẽ dáng vẽ phong sương ha. Đây. Tem theo bài nó đây ha, về đây bàn bè nguyên zin ha, Nhật bãi tùm to bố lớn ha, cần láp 26 nha. Ok, đeo này, tay cầm này ha, rất là đã ha, cầm nó này, tay cầm đồ tay ra bóp vô ha, rất là nhẹ nhàng luôn, cần láp 26 ha, chân cỏ zin ha, cùi có chống dính cỏ bằng kim loại luôn ha, ở dưới này có chống mài mòn luôn, chống dính cỏ kim loại rất là bền luôn ha, cùi to đùng luôn. Rồi, để mình nổ thử cho xem ha. Đầu tiên thì mình khi máy nguội thì mình cũng bơm xăng ha. Đóng nghe. Khi nó đã nổ rồi thì mình dừng là nó nổ thôi, khỏi cần phải đóng e lại ha. Chỉ lần đầu tiên là mình bơm xăng đóng e thôi, còn mấy lần sau thì khỏi cần. Như vậy nó lên xăng rồi mình giật là nó nổ thôi ha. Chụp giật này, chụp giật siêu bền nha. Rất là bền, nó thiết kế cái đời này nó không có tính tuổi nha, các chi tiết nó không có tính tuổi như bây giờ, chụp giật rất là bền bỉ luôn, nổ ha. Ở đây là công tắc nó được bố trí đây ha, công tắc nhật nha. Rồi, để mình nổ thử cho xem ha. Hơi dữ dằn luôn ha, thực 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 nó muốn nổ rồi đó, kéo hơi chơi là nó muốn nổ rồi. Rồi, cái video mình giới thiệu cây TD33
Ở đây tạm dừng nha các bạn. Máy này nó nồng 37 ly nha, dung tích xi lanh là 33 cc, mình nãy giờ mình quên nói nha, nồng 37 ly, mạnh như súng nổ luôn. Rồi xin mến chào nha.